Bia Đạt Ma cất giấu võ học cảnh giới cao nhất là kho báu của Thiếu Lâm ta, đã mất tích cả trăm năm trước, bây giờ đã xuất hiện trở lại rồi. Nếu như bị những kẻ có tà niệm cướp đi thì khó tránh khỏi một cuộc tẩm máu. Vì muốn tránh khỏi có thảm họa này, các người hãy tự rời khỏi nơi này đi. Lão Hòa Thượng, đừng nói nhiều nữa. Bia Đạt Ma là của Mạc Quân Thiên ta, các ngươi đừng hòng tranh đoạt với ta. Nhất niệm tham tâm khởi, bách dạng chướng môn khai. Nếu như lão Đạp nhìn không lầm, các hạ chính là Mạc bang chủ uy trấn nhất phương Mạc Quân Thiên, là bang chủ võ lâm cao sĩ, chắc là không thể nhất thời sinh lòng tham khiến cho thiên hạ đại loạn chứ. Lão Hòa Thượng, có ai mà tự chê mình võ công cao chứ? Bia Đạt Ma hôm nay ta nhất định phải lấy. A Di Đà Phật, trời cao còn có đức hiếu sinh, vẫn mong thí chủ hạ thủ lưu tình, đừng khai sát giới. Được, Mạc Quân Thiên ta hôm nay sẽ nghe lời ông. Các ngươi không mau cút. Chạy đi. Nói, Bị Đạt Ma đang ở đâu? Bị Đạt Ma. Quan đường, một phiên con phá thạch quy có thể ngăn cản ta đoạt Bia Đạt Ma sao? Thần chú thì sao đây? Hôm nay ta nhất định phải lấy được Bia Đạt Ma. Đi theo ta. Ý trời, đúng là ý trời. Nói mau, Bị Đạt Ma đã đi đâu? 100 năm sau sẽ xuất hiện thiếu niên anh hùng giải được tuyệt học thần bí trong Bia Đạt Ma. A Di Đà Phật. 100 năm sau. Được, Mạc gia ta là tộc người hùng mãnh tứ phương, nhất định lấy được Bia Đạt Ma. Không biết 1 năm sau, trong hàng ngàn vạn thanh thiếu niên, ai mới là người chúng ta đã dự đoán mà chúng ta muốn tìm? Thiếu niên đó tự nhiên sẽ có nhân duyên với Bia Đạt Ma đó. Là bọn chúng. Kẻ nên tới cuối cùng đã tới. Tà ma ngoại đạo dám hỗn sự ở Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự là một nơi rất thanh tịnh, ai cho các ngươi tới quấy nhiễu vậy? Bọn ta vẫn chưa hỗn sự mà. Hậu tử, bọn chúng xảo quyệt, mọi người cẩn thận. Tình lão hòa thượng Thiếu Lâm này, các huynh đệ chơi đùa với đám hòa thượng này một chút, bày trận lên. Đừng xem thường Thiếu Lâm Tự. Có sao không? Phương trưởng, thất sát thật sự quá lợi hại, có cần kéo chuông cảnh báo để thập bát đồng nhân tới bảo vệ chùa không? Được rồi, thời khắc nguy hiểm để thập bát đồng nhân đấu với đám ác ma này. Dạ. Thập bát đồng nhân thì sao hả? Bọn ta sẽ giải quyết tên hòa thượng này trước. Đại cước ở đây, đừng hòng cuồng vọng. Các ngươi lên đi.
Các con lùi xuống đi, ở đây cứ để lão nạp ứng phó. Các con mau triệu tập các đệ tử. Dạ phương trượng. Bày trận. Thiếu Lâm Tự, Mạc Bá Thiên ta quay trở lại đây. Dời trấn. Thập bát đồng nhân của Thiếu Lâm Tự thật là lợi hại, quả nhiên ngang tài ngang sức với bọn ta. Phi Phong Hiệp, cũng may ta tới kịp lúc. Lão đại, là Phi Phong Hiệp, nếu bắt được hắn thì có thể lập công với chủ nhân rồi. Chủ nhân thành công rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Thập bát đồng nhân ngang tài ngang sức với bọn ta, bây giờ lại có thêm Phi Phong Hiệp, còn có lão hòa thượng kia, chúng ta không phải là đối thủ. Còn nhiều thời gian, hôm nay rút trước, đừng để nguyên khí của chúng ta bị tổn thương. Nếu mà như vậy thì không ổn chút nào. Thiếu Lâm không hổ là Võ Lâm Bắt Đầu, hôm nay lĩnh giáo, ngày khác nhất định sẽ trở lại. Kéo Quỳnh Đệ đi. Phương trưởng, ông không sao chứ? Không sao, không sao. Đại hiệp, vất vả rồi. À phải rồi, đại hiệp à, không biết tiểu tăng có thể hỏi ngài một chuyện không? Đó là cho hỏi ngài có phải chính là anh hùng trong truyền thuyết Phi Phong Hiệp? Chính là tại hạ. Đa tạ đại hiệp ra tay giúp đỡ. Thiếu Lâm đang gặp nạn, đương nhiên phải giúp rồi. Từ từ thôi. Phương trưởng à, đỡ hơn nhiều rồi đúng không? Đôn Hoàng thất sát, sắp tới sẽ không trở lại đâu. Hay đại hiệp đi làm công việc chính của ngài đi. Phương trưởng, xin hãy bảo trọng. Phương trưởng, sao người lại để Phi Phong Hiệp đi chứ? Lỡ như Đôn Hoàng thất sát quay trở lại thì sao? Chúng tất sẽ trở lại. Được dịch và lồng tiếng hơn tại nữa, phim 4K. Hôm nay Đôn Hoàng thất sát chỉ là tới Thiếu Lâm Tự chúng ta khiêu khích. Xem ra đại chiến cũng sắp tới rồi. Chỉ là không phải hôm nay, cũng không phải là ngày mai. Phương trưởng à, vậy lúc nào bọn chúng sẽ tới? Thời cơ thích hợp sẽ tự nhiên tới. Việc cấp bách nhất là phải đi tìm được Thiên Mệnh Thiếu Niên kia. Chẳng lẽ là Thiên Mệnh Thiếu Niên ở trong tiên đoán đó? Tốt quá rồi, tốt quá rồi, cuối cùng ngày đó cũng đã tới. Nhưng mà Phương trưởng à, chúng ta phải đi đâu để tìm Thiên Mệnh Thiếu Niên đây? Lập Võ Viện, nhận thiếu niên làm đồ đệ, bồi dưỡng Thiếu Lâm tiểu anh hùng. Dạ. Cánh cổng định mệnh đã mở rồi, chuyện của sau này phải nhờ vào Thiên Mệnh Thiếu Niên. Ha 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 ha.
Cuộc thi thiếu niên sư dương hay thật. Phương trưởng, hôm nào chúng ta cũng tổ chức để luận võ đi. Dạ phải đó Phương trưởng đại sư. Hôm nay á, coi cuộc thi của đám trẻ đó, tụi con cũng ngứa tay ngứa chân. Hay là chúng ta tổ chức một lần đi đại sư. Được. Lão đại, huynh coi, là hòa thượng Thiếu Lâm kìa. Lão đại, lão hòa thượng mặc áo cà sa kia chính là phương trưởng. Nghe nói Mạc Tướng Quân rất ghét người của Thiếu Lâm, hay là bắt hắn lại đi, coi như là lễ ra mắt. Được, lên. Hả? Đôn hoàng thất sát. Coi như lão hòa thượng ngươi có mắt nhìn, ta sẽ giữ mạng sống lại cho ngươi. À, Di Đà Phật. Và lòng tiếng tại lão nạp với các người không thù không quán, tại sao cản đường lão nạp? Người với bọn ta vốn không thù không quán, nhưng chủ nhân bọn ta thấy người chướng mắt. Chủ nhân của các người, người đó là ai? Sau này thì người sẽ biết thôi. Các huynh đệ lên. Tiếp chiêu. Thôi mà Thế Ngọc đừng có đánh nữa. Đừng ồn. Mẹ nghe thấy có tiếng la. Chúng ta mau núp đi. Dạ. Hình như là Thiếu Lâm Trí Thiện đại sư. Nè, tụi con ở đây nha. Mẹ qua đó coi thử. Dạ. Thái Ngọc, dì Phương dặn chúng ta đừng qua đó. Mẹ Quỳnh dặn chúng ta đừng qua đó thì chúng ta không qua thiệt sao? Nè, Quỳnh nói đệ cũng quá thiệt thà rồi đó. Chúng ta nhìn lén từ đằng xa sẽ không có chuyện gì đâu. Vậy thôi được, đi thôi. Đi. Mẹ đã dặn tụi con ở đó rồi mà. Đúng là Trí Thiện đại sư rồi, con phải giúp đại sư. Thế Ngọc, trời ơi, đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Đó chính là đôn hoàng thất sát đó. Tiểu Kiệt, con không được ra ngoài đó, con ra sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Đợi ta nha. Dạ. Trời ơi. Đau quá mẹ ơi. Ai biểu ngày thường con không luyện võ? Dám đánh Thế Ngọc của ta, mẹ sẽ liều mạng với chúng. Không được, một mình mẹ cũng không có đánh lại đôn hoàng thất sát. Với lại mẹ còn có hai đứa con, lỡ tụi con bị thương thì phiền lắm. Chúng ta phải tìm cách gì đó dụ đôn hoàng thất sát rời khỏi đây. Bày trận. Dì ơi, mẹ đánh lừa bọn chúng, Dương Đông kích Tây đi. Đúng, đánh lừa bọn chúng, Dương Đông kích Tây. Dương Đông kích bọn Tây mau. Lên hết cho ta. Sư phụ, thập bát đồng nhân tới rồi. Lão hòa thượng công lực thâm hậu, thập bát đồng nhân cũng tới rồi. Chuyện ngày hôm nay không ai được phép nói với Mạc tướng quân, thật là mất mặt. Đi. Mạc tướng quân, chẳng lẽ chủ nhân của chúng là Mạc tướng quân sao? Nguy rồi, nguy rồi. Đi rồi. Thành công rồi. Thì ra là mọi người kế thập bát đồng nhân hay thiệt. Hù bọn chúng vậy rồi. Nè, Thế Ngọc nhà chúng ta hôm nay thi đấu vất vả rồi. Trời ơi, Thế Ngọc, thắng thua vốn không quan trọng. Quan trọng nhất là quá trình mà con đã tham gia. Thế hôm nay con với Tiểu Kiệt phối hợp tốt như vậy, cơ hội như vậy sẽ không có nhiều đâu. Bây giờ con không còn quan tâm tới chuyện đó nữa, mà con đang nghĩ Lôi lão hổ ở Tung Dương trấn chúng ta tác quai tác quái, ức hiếp mọi người. Nếu như Phi Phong Hiệp trong lời đồn tới Tung Dương trấn của chúng ta, vậy đã có người thay chúng ta thực thi chính nghĩa rồi. Phi Phong Hiệp. Hơn nữa, hôm nay con muốn thắng cuộc thi này cũng là vì chuyện làm ăn của tiệm trà chúng ta. Nếu như con thắng, có thể lên bảng, cũng có nghĩa là đã có thể quảng cáo miễn phí cho tiệm trà chúng ta rồi. Ê, con nói cũng đúng. Thật không ngờ con trai của mẹ có đầu óc làm ăn như vậy. Ý,
Sao mẹ không phát hiện ra con thông minh chứ? Đó là con trai mẹ vẫn còn rất nhiều ưu điểm, vẫn cần có mẹ từ từ khơi dậy đó. Nhưng mà tiệm trà này của nhà chúng ta không cần thứ hư danh đó để mọi người tới đây. Tiệm trà này không tốt, con có quảng cáo tới đâu cũng vậy thôi, cũng vô ích. Trà ngon là căn bản, rượu thơm không sợ ở trong hẻm sâu, danh tiếng mới là quan trọng nhất. À, cho dù trà của nhà Lôi Lão Hổ có quảng cáo thế nào cũng không có ai uống, bởi vì chất lượng có vấn đề. Ừ, đúng, trà nhà chúng ta tốt, danh tiếng nhà chúng ta cũng tốt, dĩ nhiên mọi người sẽ tới ủng hộ rồi. Ủa, chó con nhà ai đang sủa vậy ta? Mẹ, hôm nay con đi thi đấu, một mình mẹ pha trà, chắc là mẹ mệt lắm có phải không? Mẹ, để con rửa chân cho mẹ nha. Chà, vậy thì mẹ nhất định phải hưởng thụ mới được, bởi vì tiểu soái ca này rửa chân cho mẹ mà. Mẹ, con vẫn muốn nghe chuyện về cha của con. Mẹ kể cho con nghe chuyện về cha đi. Bởi vì mẹ nói cha cũng là đại hiệp, cha con so với Phi Phong Hiệp ai lợi hại hơn? À, chuyện đó hả? Dĩ nhiên là cha con lợi hại hơn rồi. Phi Phong Hiệp có là gì đâu. Năm xưa cha con là cướp giàu giúp nghèo, trừ bạo giúp yếu. Kẻ xấu nghe tên của cha con đều rất sợ hãi. Với lại cha của con vẫn là một vị chính nhân quân tử. Tiêu điểm, chúc mừng Lôi Tiểu Hổ, con trai của phố hộ bổn trấn Lôi Lão Hổ, đoạt giải thiếu niên sư dương. Phương Tế Ngọc, người hứ cái gì mà hứ? Không phục hả? Không phục thì đấu một lần nữa đi. Ta đảm bảo người đấu một lần thua một lần. Lôi Tiểu Hổ, người cũng nhờ ăn gian mới thắng được. Thắng được hạng nhất nhờ ăn gian thì có gì mà phách lối chứ. Cũng giống như trà của nhà các ngươi, nếu không đụng đồ giả vô thì cũng không đem đi bán, có đúng không? Phương Tế Ngọc, ngươi tưởng trà nhà của ngươi ngon hả? Dĩ nhiên rồi, đó là do người mẫu thân thân yêu của ta đích thân đi lên núi lựa chọn nguồn nước sạch, tự hái thảo dược về. Nếu trà nhà ngươi mà muốn được ngon giống như trà của nhà ta, vậy thì phải dùng hàng thật. Phương Tế Ngọc, ngươi bớt nói đi, nói nhiều không khác gì bà già hết trơn đó. Trà của nhà ta không tới lượt ngươi vậy. Lôi Tiểu Hổ, hôm qua ngươi ăn gian rồi còn muốn chối, mau trả đồ dịch lại cho ta. Tiểu tử thúi kia, ăn nói kiểu gì đó? Ta năn mày kia, ta cho ngươi biết ngươi đừng có gây sự. Ngươi có tin là ta sẽ nghiền nát ngươi ra hay không hả? Tên ăn mày, nếu ngươi thích đồ dịch như vậy, để ta cho ngươi nếm thử hổ trảo của ta. Ôi dồi ôi, làm đại tới sao không? Không được ăn hiếp hắn, bây giờ hắn là huynh đệ của ta. Dám động tới hắn chính là động tới Phương Thế Ngọc này đó. Hả? Ngươi cũng học đòi làm đại ca sao? Tên ăn mày như ngươi có chỗ dựa rồi. Nhưng chỗ dựa của ngươi hôm qua đã thua ta rồi. Ngươi muốn ra mặt cho tên ăn mày này, nhưng chỉ nói miệng thì được cái gì chứ? Muốn làm đại ca thì phải có tướng tá của đại ca, có đúng không các huynh đệ? Đúng. Đúng. Nói lại lần nữa đi. Đúng. Nhìn cái gì mà nhìn? Lôi Tiểu Hổ, ngươi khoe khoang như vậy thì hay ho lắm sao? Lôi Tiểu Hổ, hôm qua ngươi thắng là nhờ ăn gian, không biết xấu hổ mà. Ta không có ăn gian. Phương Thế Ngọc đừng có bôi nhỏ ta. Ta đã nói rồi, ta không có ăn gian. Phương Thế Ngọc, ngươi dựa vào đâu nói đại ca ta ăn gian? Lấy chứng cứ ra đi. Chứng cứ đâu hả? Đúng rồi đó, lấy ra đây đi. Cứ hỏi cha ngươi đi, có giỏi thì chuyện của con nít chúng ta tự mình giải quyết. Giải quyết kiểu gì? Thế Ngọc, hôm qua là con rùa lật ngửa, hôm nay cũng là con rùa lật ngửa, ngươi là đồ con rùa. Ngươi nói lại lần nữa coi. Không phải ta không dám đánh ngươi, ta sợ ta ra tay là ngươi thê thảm luôn. Phương Thế Ngọc, ngươi đừng có nói xạo nữa. Lôi Tiểu Hổ ta là một đứa nhỏ ngoan, không bao giờ ăn hiếp người yếu hơn, không đánh nhau với người khác làm cho cha ta bị mất mặt đâu. Ngươi có biết hay không vậy? Cha cũng lợi hại lắm nha. Biên đạo đại ngưu bắn đại đi, cho hắn dính toàn thân luôn. Dạ. Nè, không được lấy trứng của ta. Nè. Cha ta có nhiều tiền lắm, đi gặp cha ta lấy tiền. Thế là không trúng không trúng. Lôi Tiểu Hổ, có phải là ngươi sợ rồi không? Sao ngươi không chọi trúng ta vậy hả? Hay là nhìn không thấy ta vậy chứ? Để cho ta. Cái trứng này lớn quá, chọi trúng là đau ba ngày. Yeah.
Đại Ngưu, bình thường ngươi chọi chim chính xác lắm mà, sao chọi Phương Thế Ngọc? Tại sao cả ngày cũng không trúng vậy? Phương Thế Ngọc, có giỏi đứng yên đi. Cho dù ta đứng yên, ngươi cũng không chọi trúng ta được đâu. Đại ca, trời ơi, Phương Thế Ngọc. Mẹ, con ở đây làm cái gì vậy hả? Muốn trả thù sao? Con không phục thì đường đường chính chính đánh một trận, ai lại đi chọi trứng gà? Con làm như vậy có xứng với mấy cô gà chú gà, với mấy con gà mẹ đẻ ra trứng hay không? Con đó, tụi nó đẻ trứng là cho con ăn, không phải để con chọi đâu. Là Lôi Tiểu Hổ hắn chọi con trước đó. Một bàn tay không vỗ thành tiếng, nó chọi con cũng chọi sao? Vậy Phương à, là nó ném trước đó. Hôm qua thi đấu thua rồi không phục, còn ăn hiếp con lấy trứng gà chọi con nữa. Lôi Tiểu Hổ, ngươi đang nói dối. Con còn chối nữa hả? Con không học hành đàng hoàng mà chọi trứng ở đây là không đúng rồi. Mau xin lỗi mọi người đi. Lôi Tiểu Hổ, chuyện này chưa xong đâu. Ê, trời ơi. Có lời rồi, Phương Thế Ngọc, lần này ngươi thật sự thế thảm rồi. Tên ăn mày, chỗ dựa của ngươi đi rồi, ngươi còn muốn ăn đùi vịt hay không? Ngày khác gặp lại, đuổi theo cho ta. Tiểu tử thối. Ý, tiểu tử thối này, càng lúc chạy càng nhanh nha. Phương Thế Ngọc, Hồ Khất Nhi, ngươi chạy làm cái gì? Sau khi ngươi đi, đám người đó lại muốn đánh ta nên ta mới bỏ chạy. Bây giờ ta lo thân mình còn không xong, mẹ ta muốn đánh ta đó. Thiệt hả? Nhanh lên. Thế Ngọc, tới rồi kìa. Cái gì? Ta phải tìm chỗ nào trốn mới được. Ê, kỳ lạ thiệt, sao đuổi tới đây thì không thấy tiểu tử thúi nữa. Ta trốn trước, ngươi giúp ta dụ mẹ ta đi, ngày khác ta mời ngươi ăn đồ vịt nha. Ta biết rồi. Hồ Khắc Nghi, ngươi chạy đi đâu? Không phải ngươi chạy nhanh lắm sao? Hả? Có chạy nhanh cỡ nào thì cũng rơi vào trong tay của ta mà thôi. Hả? Ngươi chạy đi. Ta coi ngươi còn chạy đi đâu nữa. Ê, Lôi Tiểu Hổ, cậu tính làm cái gì hả? Sao lại ăn hiếp Hồ Khất Nhi chứ? Ta thích ăn hiếp ai thì ăn hiếp, liên quan gì tới bà hả? Lỗ tai của ta. Bây giờ thì đã biết mùi lợi hại của ta chưa? Ta cho cậu biết, Phương Thế Ngọc là con của ta, ta quản lý nó. Các cậu mà là con của ta thì ta đã đập cho một trận rồi. Sau đó bắt các cậu xin lỗi mấy con gà đẻ trứng. Bà làm ta muốn đứt tay luôn rồi. Người lớn ăn hiếp con nít có gì mà tài giỏi? Ta sẽ đi mép với cha ta. Người lớn ăn hiếp con nít đúng là không giỏi. Vậy cậu ăn hiếp Hồ Khất Nhi yếu hơn cậu thì giỏi lắm hả? Có tài giỏi thì tìm người lợi hại hơn mình mà ăn hiếp đi. Dám chọc tới mẹ mình hả? Mẹ là người mình sợ nhất ở trên đời này đó. Cậu ăn hiếp người yếu hơn mình tưởng là giỏi lắm sao? Đó là chuyện kẻ vô dụng nhất mới làm thôi. Hả? Cảm giác ăn hiếp người khác có phải vui lắm không? Đúng rồi. Vậy để ta ăn hiếp thử coi. Dễ thương quá, đúng rồi, đừng cái coi. Dễ thương quá đi à. Đau quá, bà đúng là đồ quái dị. Bà đúng là đồ hung dữ. Chúng ta đi mau. Cha, lợi hại quá đi. Khất Nhi, lần sau nếu tụi nó ăn hiếp cậu thì cứ tới quán trà Phương gia tìm ta. Đã tại vì Phương. Ý, con có thấy tiểu tử thúi nhà ta không? Dạ, hắn chạy qua bên đó. Chạy qua bên đó rồi hả? Đúng là có nghĩa khí. Hồ Khất Nhi hảo huynh đệ, ta sẽ mời người ăn đùi vịt nha. Tiểu tử thúi này, ta mà bắt được sẽ áp dụng gia pháp. Có
con mẹ. Tưởng con sẽ thoát khỏi quả nhãn kim tinh của nữ hiệp ta hay sao, Phương Thế Ngọc? Mẹ, con bị quan thiệt mà. Con tưởng là con giả bộ tội nghiệp thì sẽ được tha hay sao? Đừng, đau. Là Lôi Tiểu Hổ chọi con trước mà mẹ. Dì Phương, con có thể làm chứng. Thật sự là Lôi Tiểu Hổ chọi tụi con trước. Đúng rồi, mẹ. Hồi nãy mẹ cũng làm nữ hiệp con gì. Con cũng không chịu nổi Lôi Tiểu Hổ ăn hiếp Hồ Cất Nhi, cho nên mới ra tay ngăn cản thôi. Sau đó Lôi Tiểu Hổ mới lấy trứng gà chọi vô mặt của con trước đó. Dạ phải, mọi chuyện đều tại con mà ra hết. Dì Phương có trách thì trách con đi. Thế Ngọc chỉ ra tay giúp đỡ con mà thôi. Vậy trong lúc con giúp đỡ người khác, thật sự không có ra tay trước hả? Mẹ, con thật sự không có ra tay trước mà. Nếu con mà ra tay thì Lôi Tiểu Hổ còn đứng đó chọi trứng nổi sao? Ê, con còn tính đánh cho Lôi Tiểu Hổ bò lê hay sao? Hả? Mẹ dạy con võ công để con đi ăn hiếp người khác hả? Không. Đại nữ hiệp, tuyệt thế vô song, thiên hạ vô địch của con ơi. Làm sao mà con dám? Con chỉ thấy bất bình thôi. Mẹ, chuyện chọi trứng gà con biết sai rồi. Mẹ tha cho con trai dễ thương của mẹ một lần đi có được không vậy hả? Con nhất định sẽ xin lỗi mấy con gà mà. Đúng. Lần sau không được như vậy nữa đó. Nhìn hai đứa tụi con dơ quá trời kìa. Mau về nhà tắm rửa đi. Hả? Hả cái gì mà hả? Tắm sạch sẽ rồi còn phải đi học nữa. Đại ca, sao chúng ta phải ăn mặc vậy chi vậy? Đồ ngu. Bây giờ cả thành đều giáng lệnh truy nã chúng ta. Chúng ta không mặc như vậy thì làm sao mà qua mắt được chúng chứ? Đại rất muốn tháo cái bịt mặt này xuống. Cái, trời ơi, cái này là thời thượng. Còn đây là quần áo hóa trang, có hiểu cái gì chứ? Bây giờ rất nhiều người đều mặc áo kiểu này tạo thành phong cách riêng. Chúng ta phải ăn mặc như vậy thì mới không bị người ta chú ý. Có hiểu hay không vậy? Cái loại người lạc hậu cổ hủ như ngươi mãi mãi cũng không hiểu được đâu. Đệ thì có gì đâu mà không hiểu. Giờ đệ chỉ muốn ăn cái trứng này thôi. Suốt ngày chỉ biết ăn. Chúng ta phải tính toán một chút, coi nên ra tay từ nhà nào. Thúy Hoa. Thúy Hoa, nhanh lên, nhanh lên đi nè. Tới đây, đi thôi. Muội không đóng cửa sao, coi chừng ăn trộm đó. Trời ơi, không có sao, có người giúp muội coi nhà rồi. Hơn nữa, khắp trấn Tùng Dương này, ai dám trộm đồ của Miêu Thiếu Hoa này chứ? Đúng rồi, đâu có ai muốn bị Miêu Miêu Thiếu Hoa đánh một trận đúng không? Đi thôi, nếu không giả đẹp bị người ta mua hết. Đúng rồi, đi thôi, mình đi thôi. Có người coi chừng tiệm thì sao chứ? Ai chống lại được chuột phi thiên độn địa chúng ta đâu? Bây giờ cũng không có ai. Cái tiệm trà này á, nhìn cũng lớn lắm, nhất định là có không ít tiền đâu. Gì đây, chúng ta đi. Không biết có ai ở đây không? Tới liền. Thế Ngọc, hai thằng nhóc. Ngươi cứ đi học đi, để ta làm cho. Khất Nhi, vậy làm phiền ngươi nha. Cha, ngầu quá đi. Wow, không lẽ là những người biểu diễn quá trang kỳ lạ sao? Không lẽ là những người biểu diễn quá trang kỳ lạ sao? Đem cái trứng này đi nấu cho ta. Chuột phi thiên, chuột động địa. Còn không mau đi nấu đi. Dạ được, để ta. Cái trứng này nhất định là rất ngon. Thế Ngọc, người mau đi học đi, nếu không sẽ tới trễ đó. Không sao đâu. Người vừa phải nấu trứng, vừa phải tiếp đãi khách khứa sẽ không làm nổi đâu. Hai vị khách quan, hai người nhất định phải nếm thử trà mát của tiệm chúng tôi đó. Hai vị khách quan xin chờ một chút, Khất Nhi, đi theo ta. Không ngờ lại chỉ có hai đứa con nít đi coi tiệm thôi. Đúng là có được của dễ dàng không tốn chút sức. Nhị đệ, còn không mau đi ra phía sau coi thử. Được. Thế Ngọc, ngươi... Ta nghi ngờ hai người đó là Giang Dương Đại Đạo bị truy nã. Cái gì? Thế Ngọc, bọn họ đi rồi. Không xong, nhất định là bọn họ đi qua cửa sau rồi. Chúng ta mau trốn đi, nhanh lên. Chúng ta phải làm sao đây? Tiêu rồi, đụng nhầm Giang Dương Đại Đạo. Nếu bọn họ giết chúng ta thì phải làm sao đây?
Ngươi đừng sợ Khất Nhi. Bây giờ chúng ta cần phải bình tĩnh lại đã. Chúng ta từ từ suy nghĩ ra cách để kéo dài thời gian. Như vậy là được rồi. Đúng 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 đúng. Ý, cái trứng này nhìn quen quá ta. Thế Ngọc, cuối cùng bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta không thể ở đây hoài được. Chúng ta phải phải tìm cách thoát ra ngoài. Thế Ngọc, cái tên đại đạo đó tới rồi. Bắt trói hai đứa nhỏ trước, lục hết tiền ở trong nhà, rồi trói lại chờ người lớn tới chuộc. Khất Nhi, nghe nói trong trấn có hai tên gian dương đại đạo. Thế Ngọc, sao lại nói như vậy chứ? Cứ nói cho ta đi. Ta lo lắm đó. Bảo vật gia truyền của nhà mình có khi nào bị hai tên đó ăn trộm mất hay không? Khất Nhi, ta không yên tâm. Vậy đi, chúng ta mau đi coi thử có được không? Bảo vật gia truyền, bảo vật nhà ta giấu ở trên núi, một mình ta không dám đi. Hay là chúng ta đi chung đi ha? Được được, nhưng mà bên ngoài còn có khách. Không sao đâu, hai vị thúc thúc đó thích mặc đồ quá trang. Thấy họ mặc đồ như vậy chắc không phải là người xấu. Chúng ta nhờ họ giúp coi chừng tiệm trà đi. Họ rất tốt bụng, chắc chắn sẽ chịu mà. Đúng, nhờ hai thúc thúc đó coi chừng tiệm trà, chắc chắn sẽ không có ai dám tới đây đâu. Coi như ngươi có mắt nhìn à. Vậy thì kêu nhị đệ quay lại đây, không cần canh giữ cửa sau nữa. Cuối cùng cũng đi. Bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Hồi nãy tại sao ngươi lại nói vậy chứ? Nếu như ta không nói như vậy thì họ sẽ không thả chúng ta ra đâu. Chỉ cần họ canh giữ cửa trước với cửa sau thì chúng ta sẽ trở thành con tin. Vậy họ mới tưởng là chúng ta thật sự đi lên núi tìm bảo vật. Chúng ta mới có thể ra ngoài để mà báo tin được đó, có hiểu chưa vậy? Đúng, vậy ta đi báo cho Dương đại nhân. Ngươi ráng giữ hai tên đó ở lại trong tiệm này. Không được, ta ở lại tiệm trà lâu quá, không lên núi họ sẽ nghi ngờ đó. Ý, nói cũng đúng ha. Sao ta lại không nghĩ ra chuyện này chứ? Ta đúng là ngốc quá mà. Sao cứ cảm thấy nó rất là quen vậy chứ? Là ngươi. Nếu như ngươi biết chạy thì mau chạy đi, ở đây nguy hiểm lắm. Gian dương đại đạo chắc là rất lợi hại. Quan binh bắt họ lâu tới như vậy vẫn không thể bắt được. Ta nghĩ võ công của bọn họ nhất định rất cao cường. Nếu như ta kêu cứu, bọn họ nhất định sẽ giết chúng ta đó. Bây giờ tìm Dương đại nhân cũng không kịp nữa đâu. Ta sẽ dụ bọn họ lên núi, sau đó ngươi đi tìm Dương đại nhân. Chúng ta hẹn ở cây ước nguyện nha. Cái gì? Tới quan binh cũng không phải đối thủ của họ. Vậy một mình ngươi dụ họ lên núi sao? Đừng có lo, ở trên núi có sẵn bẫy mà. Hả? Sao lại lâu dữ vậy? Không lẽ bỏ trốn bằng cửa sau rồi? Không sao rồi, đi coi thử thôi. Xin lỗi nha hai vị khách quan, để hai vị chờ lâu rồi. Không sao không sao, dù sao thì các ngươi cũng chạy không thoát. Đệ đệ ta đang sợ ngươi lén ăn cái trứng của hắn. Đúng. Chúng tôi không làm vậy đâu. Đúng rồi, không có đâu. Đúng rồi, hai vị thúc thúc, chúng tôi muốn ra ngoài mua chút đồ. Hai người có thể coi chừng tiệm giùm một chút được không? Ta sẽ kêu đệ đệ đi tìm mẹ về, để bà ấy coi chừng tiệm trà. Mấy món ăn này ta mời hai vị ha. Được. Ngươi cứ đi đi, chúng ta sẽ coi chừng cái tiệm này đàng hoàng cho tới khi mẹ ngươi trở về. Được, Khất Nhi mau đi Thành Đông tìm mẹ. Được. Hai vị thúc thúc, vậy thật làm phiền hai thúc quá. Không có gì đâu, đi. Phim được dịch đi. Và lồng tiếng tại phim 4K. Cuối cùng mắc câu rồi. Tìm thiếu niên thiên mệnh. Trên núi này mình rành đường nhất, không có ai rành chỗ này hơn mình đâu.
Để các ngươi nếm thử sự lợi hại của ông Mật đi. Ê, tiểu tử đó sao chớp mắt một cái không thấy gì nữa rồi. Tiểu tử nó đi nhanh quá. Hai người đang tìm ta sao? Tiểu tử thúi, ngươi xuống đây cho ta. Đi. Mau xuống đây nhanh lên. Nhanh lên. Mau xuống đây nhanh lên. Xuống đây. Tiểu tử thúi. Mau chịu xuống chưa? Xuống đây. Để ta mời các ngươi ăn mật ong nha. Trời dung nhan của ta. Trời ơi, dung nhan của ta. Trời ơi. Hai người đúng là đồ ngu ngốc mà. Không biết có cái hố đang chờ các ngươi sao? Coi như Lôi lão gia cũng làm được một chuyện tốt. Lần này các ngươi không ra được, không làm chuyện xấu được nữa rồi. Giang Dương đại đạo bây giờ đã biến thành bánh bao sưng phù. Trời ơi. Tan nát rồi. Ở đây có hổ. Thế Ngọc, ngươi lợi hại quá đi. Chỉ có một mình ngươi mà bắt được hai tên Giang Dương đại đạo. Ê, cũng bình thường thôi mà. Trời ơi. Tiểu tử thúi. Thế Ngọc, có chuyện bên không? Cất nhi, ngươi đi đi. Ta không sợ ngươi đâu. Tiểu tử ngươi hại ta với nhị đệ, dung nhan bị quỷ hết rồi, ta phải giết ngươi. Sau này nếu gặp phải người xấu phải dùng ba chiêu âm hiểm. Mẹ dạy con, chiêu thứ nhất chính là đâm vào mắt, chiêu thứ hai đá chân, chiêu thứ ba đạp chân. Con nhớ kỹ chưa? Chiêu thứ nhất đâm mắt, chiêu thứ hai đá chân. Trời ơi, gốc rễ của ta. Chiêu thứ ba đạp chân. Phương gia đại quả trời ơi. Trời ơi. Dám đánh con trai ta, đúng là thèm ăn đòn. Mẹ. Trời ơi. Nữ hiệp tha mạng. Hồi nãy là người bóp cổ con trai ta có đúng không? Tiểu nhân không dám nữa. Xin tha mạng cho tôi đi mà. Tha mạng cho tôi đi mà. Nữ hiệp sau này tôi không dám nữa đâu. Nữ hiệp tha mạng cho tôi đi mà. Chu Phi Tiên động địa danh tiếng lẫy lừng, không ngờ lại thua trong tay một thằng nhóc. Đúng là mất mặt quá trời. Đại ca, huynh đừng có đau lòng. Phải nghĩ tới mặt tốt của nó chứ. Trong tù cũng có cơ miễn phí ăn mà. Cái tình ngốc nhà ngươi chỉ có biết ăn thôi à. Ăn hại. Mẹ tới chậm quá rồi đó. Lúc mẹ về tới tiệm trà không nhìn thấy ai, mẹ còn tưởng là Khất Nhi chạy đi chơi nữa rồi. Khất Nhi. Ý, không ai ở nhà cũng không đóng cửa là sao? Hay, cũng không dọn dẹp nữa. Ý, trà này cũng chưa uống, điểm tâm cũng chưa ăn. Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Có hai con chuột ở cây ước nguyện. Có hai con chuột. Hả? Là chuột phi thiên độn địa quan phủ đang truy nã sao? Chữ này là của Thế Ngọc. Tờ giấy này là Thế Ngọc để lại. Thế Ngọc gặp nguy hiểm. Nó kêu mình tới cây ước nguyện cứu nó. Mẹ, mới điểm tâm với bình trà đó là con cố ý bày bừa đó. Để mẹ nghi ngờ có vấn đề. Trời ơi, ngoan quá. Thế Ngọc nhà ta đúng là thông minh mà. Mẹ, hay là bữa nay khỏi đi học đi mẹ. Dù sao cũng trễ giờ rồi, đi học chắc chắn sẽ bị la đó. Tức là bắt được hai tên Giang Dương đại đạo thì không cần học nữa sao? Nhưng mà dì Phương, bây giờ đã tới giờ tan học rồi. Vậy cũng được. Lát nữa mẹ sẽ xin nghỉ với tiên sinh. Nhưng mà giờ học chiều vẫn phải đi học. Dạ, cảm ơn mẹ. Đi, chúng ta đi chơi thôi. Được. Phương Thế Ngọc, con không cảm thấy mình nên tăng cường luyện võ sao? Con biết hồi nãy nguy hiểm cỡ nào không? Dạ con biết rồi. Ngày mai nha. Đi mau. Ê, đúng thật là ngày mai lại là ngày mai. Ngày mai bao nhiêu cái ngày mai hả? Nếu gặp phải tên nào lợi hại thì ba chiêu âm hiểm này không có tác dụng. Không được, xem ra phải huấn luyện tên tiểu tử này thêm mới được. Nếu không, nó không biết tự giác.
đủ rồi, ồn ào quá. Lôi Tiểu Hổ, cha ngươi ép nợ cha ta như vậy, hại cha ta lo lắng suốt một đêm, còn phải bán tiệm rượu. Chuyện này ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Thế Ngọc, nghe nói sáng nay ngươi bắt được hai tên gian dương đại đạo hả? Dương đại nhân còn đặc biệt phái người tới giải thích với phu tử lý do ngươi nghỉ học. Phương Thế Ngọc lợi hại quá. Bắt được gian dương đại đạo so với tiểu sư dương còn oai phong hơn nhiều, đúng không hả? Đúng, đúng đó. Mọi người đừng nói như vậy, đừng nói như vậy. Phải kiềm tốn, phải kiềm tốn. Lôi Tiểu Hổ, ngươi làm gì vậy? Muốn kiếm chuyện hả? Ta muốn kiếm chuyện đó thì sao? Ta thấy chỉ là hai tên trộm ngu ngốc. Văn dương đại đạo cái gì chứ? Có khi nào là bịa ra hay không? Ta không thèm tin đâu. Phương Thế Ngọc mà bắt được văn dương đại đạo là nói xạo hả? Lôi Tiểu Hổ, Phương Thế Ngọc không có nói xạo đâu. Tiểu Kiệt ơi, ý cha ngươi có tiền ăn hiếp người khác, giống ý như cha ngươi. Tiểu Kiệt, có sao không hả? Có phải là Lôi lão hổ lại tới nhà để ép nợ hay không? Không, Võ Kiệt, không được nói bậy. Ép nợ cái gì chứ? Thiếu nợ trả tiền là chuyện đương nhiên. Cha ta nói rồi, là nhà ngươi muốn quỵt nợ. Cha ngươi chính là lão già quỵt nợ, có biết chưa? Nói bậy. Rõ ràng cha ta chỉ mượn có 30 lượng, sao tự nhiên lại biến thành 3.000 lượng? Nhất định là cha ngươi động tay động chân. 30? 3.000? Không lẽ là viết thêm một nét? Đúng là gian xảo quá mức. Lôi Tiểu Hổ, cha ngươi làm như vậy đúng là quá đáng lắm đó. Cha ta không bao giờ làm chuyện như vậy đâu. Chắc chắn là các ngươi đổ oan cho cha của ta. Ta không có đổ oan, chính là cha ngươi gian xảo. Đi đâu được lắm. Được rồi, không được rồi. Sao ngươi muốn giải sự hả? Tụi này tiếp đãi tới cùng. Phải đó. Có phải ngươi ngứa đòn rồi không? Tới đi. Tránh ra. Phim được dịch và chuyện này để ta tự mình giải quyết. Hồng Võ Kiệt, ngươi dám đổ oan cho cha ta, để ta cho ngươi nếm mùi hổ trảo của ta. Hey! Lôi Tiểu Hổ, có bản lãnh thì đánh với ta, đừng có đánh Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt là huynh đệ của ta, chuyện của huynh ấy chính là chuyện của Phương Thế Ngọc này. Nhìn đi nhìn đi, Lôi Tiểu Hổ lại ăn hiếp người khác rồi. Rõ ràng cha hắn ép nợ, mà còn nói Hồng Đại Thúc quỵt nợ. Có tiền là ghê gớm lắm sao? Có tiền muốn nói gì thì nói hả? Đúng rồi, đúng rồi, đầu sáu xa. Hôm nay ta muốn đánh Phương Thế Ngọc đó thì sao? Phụ tử tới rồi, mau về chỗ ngồi. Lẹ lên, lẹ lên. Lại dám đánh nhau trong lớp của ta hả? Các ngươi có biết ta là ai không? Ngầu, ngầu quá đi. Chào phu tử. Về chỗ. Dạ phu tử. Các ngươi tưởng là trước kia lão tử là thư sinh sao? Cho các ngươi biết, cho dù bây giờ lão tử không còn trên giang hồ thì giang hồ vẫn còn lưu truyền tên tuổi của lão tử. Ha. Đánh nhau, bức hiếp người, cướp bóc. Các ngươi vẫn còn non lắm. Cho dù năm xưa lão tử lên làm đại ca thì làm sao hả? Không tiền, không thê tử, lại thường xuyên bị quan phủ mời đi uống trà, khiến phụ mẫu lo lắng. Đúng là bất hiếu vô cùng. Chỉ có giống như bây giờ ta trở thành phu tử, vừa có tiền, có nhà, có thê tử, nuôi mẹ già 80. Cho nên nếu các ngươi dám đánh nhau trong lớp của ta thì không chỉ đơn giản là bị phạt đâu. Chuyện của Nam Nhi ra ngoài giải quyết, nhưng ở trong lớp học các ngươi chính là học sinh. Ngồi xuống hết cho ta. Dạ. Dạ. Bắt đầu. Hôm nay chúng ta sẽ học Thiên Tự Văn. Đọc theo ta. Thiên Địa Quyền Hoàng. Thiên Địa Quyền Hoàng. Vũ Trụ Hồng Quang. Vũ Trụ Hồng Quang. Lôi Tiểu Hổ, có nghe chưa? Chuyện của Nam Nhi ra ngoài giải quyết, chuyện của con nít chúng ta tự mình giải quyết, không được nói với cha mẹ phu tử đó. Tan học ta sẽ chờ ngươi, đừng có chạy đó. Biết rồi. Cứ chết, cứ chết, cứ chết, cứ chết. Sai quá, sai quá, lại là hắn. Ngươi muốn đánh một mình hay là muốn cả đám các ngươi cùng lên? Phương Thế Ngọc, Lôi Tiểu Hổ này sẽ lấy đất phục ngươi. Bọn ta có 4 người, các ngươi chỉ có 2 người. Cho dù ta đánh thắng thì các ngươi cũng không phục. Chuyện của chúng ta thì tự chúng ta giải quyết. À không, là chúng ta đánh đôi. Được, Tiểu Kiệt, cứ đứng đó mà coi. Giờ ta giúp đệ dạy dỗ Lôi Tiểu Hổ này một trận. Được, Thái Ngọc, cố lên.
hôm nay Phương đại hiệp ta sẽ dạy dỗ tên tiểu bá dương nhà ngươi một trận ra trò. Đại hiệp cái gì, đại ngốc thì có, là tiểu bá dương ta dạy dỗ ngươi mới đúng đó. Hey, trẻ con quá lại còn đánh nhau nữa. Sức lực của Lô Tiểu Hổ mạnh như vậy, mình không thể lay được hắn, mình không thể để hắn bắt được. Không được, Lô Tiểu Hổ không có học võ, cứ tiếp tục như vậy sẽ làm tổn thương gân cốt. Đúng rồi, mình có thể dùng chiêu này mà. Phương Thế Ngọc, ngươi vậy là chơi xấu, ngươi hiểm quá đi. Lô Tiểu Hổ, cái này sao gọi là chơi xấu chứ? Có quy tắc nào quy định không thể thọc cù lét người ta hay không hả? Có bản lĩnh thì ngươi thọc ta đi. Phương Thế Ngọc, ngươi chờ mà coi, ta sẽ bắt ngươi quỳ xuống kêu ta một tiếng lão đại. Ta sẽ cho ngươi nếm thử tuyệt chiêu thiên sinh thần lực của ta. Lão đại cố lên. Phương Thế Ngọc, ngươi lão đại cố lên. Tiểu soái ca nhà ta sắp đi học về tới nhà rồi. Cũng là do di truyền của ta quá tốt, cho nên nó mới trở thành một đại hiệp thông minh dũng cảm mà. Dì Phương. Ý, đây không phải Tiểu Yến Tử sao? Có chuyện gì gấp vậy? Dì Phương, không hay rồi. Thế Ngọc ca ca và Lôi Tiểu Hổ đánh nhau ở bờ sông. Hả? Sao lại đánh nhau nữa rồi? Trời ơi, coi ra Thế Ngọc vẫn không chịu thua. Con nói xem, cái thằng bé này vẫn là con nít, đánh nhau với Lôi Tiểu Hổ thì cũng thôi đi, nếu như để Lôi Lão Hổ biết được gây ra thêm chuyện nữa thì phải làm sao đây? Tiểu Yến Tử mau dẫn gì đi. Ta đánh cái tên lão hổ thúi ngươi, ai biểu cho ngươi ức hiếp người, ai biểu ngươi ăn hiếp thất nhi, ai biểu ngươi ăn gian thắng cuộc thi sư dương, ai biểu ngươi ức hiếp hồng gió kiệt. Hay lắm Thái Ngọc, đánh cho đệ trút giận thay cha mẹ đệ. Ta không sai. Vậy thì chính là cha ngươi ăn gian. Cha của ta cũng không sai, ngươi đổ quan cha ta. Người xấu làm việc xấu đương nhiên không cảm thấy sai rồi, thua rồi còn không chịu thua nữa hả? Phương Thế Ngọc, ngươi đủ rồi đó. Tên mọt sách, đứng qua một bên đọc sách đi. Đây là cuộc tỷ thí võ, bản thân Lôi Tiểu Hổ cũng đồng ý. Sao hả? Các ngươi có muốn cùng lên hay không? Sao? Lên đi, Phương Thế Ngọc ta không sợ các ngươi đâu. Các ngươi cứ cùng lên, ta sẽ đánh bại hết các ngươi luôn. Khi lớn quá ha. Tiểu tử nhà ngươi nói khoác không cần suy nghĩ. Lên đi, muốn lên thì cùng lên, ta cũng không sợ. Ai sợ ai chứ? Chúng ta cùng diệt hết các ngươi. Đúng vậy. Phương Thế Ngọc, người hóng hách quá, ta cũng không nhìn nổi. Sao hả? Lôi Tiểu Hổ, bản thân ngươi không đánh lại ta thì tìm cứu binh sao? Phương Thế Ngọc, ngươi đúng là hóng hách không chịu nổi. Các ngươi tránh ra, không cần các ngươi giúp đỡ. Ôi. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Lão đại. Thế Ngọc. Không hay rồi. Không hay, mẹ ta đến rồi. Con cọc cái đó muốn ra mặt cho Phương Thế Ngọc đi. Chúng ta đi thôi. Đi. Phương Thế Ngọc, người còn nói không nói cho mẹ ngươi biết. Lần này không tính, lần sau có cơ hội chúng ta khiêu chiến tiếp. Đi. Ta không có nói cho mẹ của ta biết. Ta không có. Thế Ngọc à, mẹ kêu con đừng có đánh nhau với Lôi Tiểu Hổ. Con coi lời mẹ như gió thoảng qua tai hả? Mẹ ơi, đau. Qua đây. Tiểu Yến Tử, là muội kêu dì Phương tới hả? Đúng vậy, giỡn kìa ca ca. Muội thấy đám người Lôi Tiểu Hổ nhiều hơn mình, cho nên muội lo lắng. Tiểu Yến Tử, Thế Ngọc huynh ấy lợi hại lắm. Nếu như không phải dì Phương tới, Thế Ngọc đánh thắng lâu rồi. Thật sao? Thế Ngọc ca ca đánh thắng Lôi Tiểu Hổ. Mẹ, đau quá à. Biết đau mà còn dám đánh nhau. Mẹ, con đây tỉ thí võ đàng hoàng, mẹ không tin hỏi võ kiệt đi. Dì Phương, thật sự chỉ có Lôi Tiểu Hổ và Phương Thế Ngọc, hai người họ một đấu một thôi, gọi là so tài. Đúng, gọi là so tài.
thi đấu đàng hoàng. Ê, vậy mẹ hỏi con có học võ, Lôi Tiểu Hổ có học không? Con đánh nhau với Lôi Tiểu Hổ có phải giống như Lôi Tiểu Hổ ức hiếp Hồ Khất Nhi vậy không? Tụi con như vậy có gì khác biệt? Mẹ, con nương tay rồi. Với lại Lôi Tiểu Hổ hắn khỏe như trâu, giống như đại lực sĩ vậy. Con tỉ võ với đại lực sĩ cũng coi như công bằng rồi. Con để. Cho dù nương tay như vậy cũng không được. Con, một cuộc đấu võ đàng hoàng chính là cả hai người đều có cùng điều kiện cơ bản tương đương nhau. Con đấu với Lôi Tiểu Hổ như vậy, con không thể học được chút điềm đạm hay sao? Nói đi, con cứ thử nghĩ một chút. Ngâm thơ ca nè, hay là đối nhau. Trời ơi, con coi ngày nào cũng đánh nhau, bây giờ sắp thành người mọi rợ. Trời ơi, con có biết là mẹ kỳ vọng con trở thành một người nho nhã, quân tử lịch lãm biết bao nhiêu. Con coi con đi, bây giờ ngày nào con cũng... Ê, tiểu tử này, bây giờ lớn rồi con dám bỏ trốn hả? Đôi cánh cứng cáp rồi. Con cũng phải về nhà ha. Con phải về quán trà Phương Gia. Con không thể trốn khỏi bàn tay của mẹ đâu. Để coi con về nhà mẹ sửa con như thế nào cho biết. Thế Ngọc ơi, con nói hôm nay con về nhà, mẹ nên phạt đánh mông con hay là phạt con phải quỳ từ đường? Đáng sợ quá, mẹ thật đáng sợ. Thế Ngọc, ra đây. Tan học không chịu về nhà còn đánh nhau với người ta, ra đây. Nóng quá. Mẹ, mau ăn mì. Đây là mì yêu thương mà con làm cho mẹ. Thế Ngọc à. Mẹ, hôm nay lão sư dạy con học thuộc văn ngàn tự rồi. Con đọc cho mẹ nghe nha. Để con cho mẹ thấy được bản lĩnh đọc một lần mà không quên của con trai mẹ. Thiên địa quyền hoàng, vũ trụ hồng quang, nhật nguyệt doanh trắc, thần tú liệt trương, hàng lai thử giảng, thu thu đông tàn, nhuận dư thành tuế, luật lữ điều dương, dân đằng chí vũ, lộ kết di sương. Mẹ, bây giờ mẹ hết giận chưa? Con còn có thể đọc ngược lại. Hả? Đọc ngược lại nữa sao? Con đừng có nói khoác nha. Mẹ biết con đọc một lần là nhớ, lúc trước khi con đi học nhìn một lần là có thể nhớ ngay. Nhưng sao con đọc ngược lại được chứ? Là thật đó mẹ à. Không tin con đọc ngược lại cho mẹ nghe. Trương liệt tú thần, trắc doanh nguyệt nhật, quang hồng trụ vũ, hoàng quyền địa thiên. Con hay quá. Chúng ta không đi học nữa. Chúng ta nhảy cấp. Năm nay chúng ta đi thi tú tài trước, năm sau thì đi thi tiến sĩ. Năm tới thì đậu trạng nguyên rồi. Trong 3 năm học xong sách người ta phải học 10 năm lận. Vậy chúng ta có thể tiết kiệm biết bao nhiêu tiền. Mẹ coi con là công cụ thi cử hay sao? Con không chịu, con thích được đi học. Bởi vì ở học đường có bạn học của con, còn có bạn bè con nữa. Có Võ Kiệt, Tiểu Yến Tử, còn có người bạn nữ vẫn chưa về. Với lại con thi đậu trạng nguyên sớm như vậy để làm gì? Người ta sẽ có khoảng cách với con đó. Đúng. Con vẫn còn là con nít, không thể bỏ qua được thời gian tươi đẹp thời thiếu niên. Vậy con cứ chơi đi, nhưng chuyện học hành con không được lơ là. Đó là đương nhiên rồi. Con cảm thấy biết ngâm thơ đối câu có thể nhận được sự yêu mến của nhiều bạn nữ, cảm giác đã vô cùng. Đành con tinh quái này. Nhưng mà lần sau không được phép đánh nhau với Lôi Tiểu Hổ nữa. Mẹ, là Lôi Tiểu Hổ khiêu chiến con, con gọi là ứng chiến. Những điều mẹ nói con đều biết hết. Nhưng mà con cảm thấy cha của Lôi Tiểu Hổ xấu xa quá, con thật sự không nhịn nổi đâu. À, con vậy là tỏ vẻ anh hùng. Con có biết con đánh Lôi Tiểu Hổ, Lôi Lão Hổ biết được sẽ phản ứng sao không? Hả? Mẹ không cho con đánh Lôi Tiểu Hổ, bởi vì Lôi Lão Hổ khó đối phó, với lại tính khí lại nhỏ nhen. Nếu như ổng biết con làm gì nợ của Hồng Gia mà đánh Lôi Tiểu Hổ, vậy ổng sẽ đi gây phiền phức cho Hồng Gia đó. Thì ra là như vậy. Cũng may Lôi Tiểu Hổ hứa với con sẽ không nói cho cha mẹ hắn biết. Lôi Tiểu Hổ lại có khí phách như vậy sao? Chà, tên vô lại như Lôi Lão Hổ này, con trai hắn lại có khí phách như vậy. Được,
nhớ là lần sau không được đánh nhau với Lôi Tiểu Hổ nữa. Được rồi, lần sau không được như vậy, nhưng mà hôm nay mẹ vẫn phải phạt con đi giặt quần áo. Hả? Hả cái gì mà hả? Con có thể đọc ngược xuông như vậy, có thể đọc ngược được văn ngàn chữ. Con ngủ ít một chút cũng không ảnh hưởng gì tới việc học đâu. Biết trước như vậy thì sẽ không học. Vốn định là để mẹ biết được bản lĩnh của con trai, mẹ sẽ vui mừng một chút. Ai ngờ là mẹ vẫn cứ phạt con như vậy à. Mẹ ăn mì đi. Hay, mì do con trai mẹ làm. Ha. À. Nữ nữ, đi mệt chưa con? Cuối cùng cũng tới trấn rồi. Cuối cùng cũng tới lần rồi. Vui rồi ha, đã đi tới đầu trấn rồi. Hớ, đây không phải là nữ nữ và Diêu đại phu sao? Chào Hồng đại thúc. Chào. Hai người về rồi. Nghe nói hai người đi Thiếu Lâm tự mà. Đúng vậy, sư phụ Thiếu Lâm ông ấy ngã trẹo chân, tôi đi chữa trị cho ông ấy. Bây giờ mới về tới. Về tới thật tốt. Ngày mai con có thể tìm Tiểu Kiệt, Tiểu Yến Tử mấy cậu ấy đi học chung. Quỳnh coi, con bé này vẫn muốn đi học, hay để bữa khác chúng ta nói tiếp. Được, được rồi, sau này nếu rảnh cứ tới nhà tôi uống rượu nha. Được, nhất định. Ngày mai gặp thúc. Tới nhà tôi uống chén rượu nha. Gặp lại sau. Trời ơi, mệt quá đi. Sao quần áo lại khó giặt dữ vậy trời. Tiêu rồi, giặt rách mất rồi, trời ơi. Xui thiệt đó, quần áo của mình bị làm ướt hết. Sao giặt một bộ quần áo mà khó dữ vậy trời. Biết trước sẽ không đi ghẹo Lôi Tiểu Hổ rồi. Mình chưa giặt quần áo bao giờ, thật thảnh thơi. Lúc trước đều do mẹ giặt hết. Thì ra giặt một bộ quần áo là vất vả tới như vậy. Mình mới giặt có một bộ thôi, cảm thấy còn vất vả hơn cả luyện quyền cước nữa. Mình làm dơ hết quần áo đúng là không nên thiệt mà. Sau này mình sẽ nâng niu quần áo của bản thân, không làm dơ nữa. Phải đi làm bài tập thôi. Mẹ một mình chăm sóc mình thiệt là vất vả, còn cho mình được ăn học. Hy vọng cha có thể sớm trở về. Phương Tiểu Hiệp Thế Ngọc vì dân trừ hại. Giang Vương Đại Đạo, chạy đi đâu? Có Phương Đại Hiệp ta đây. Thế Ngọc à, mẹ không cho con đánh nhau là sợ con bị thương. Những lời nói đó mẹ đau lòng lắm, con hiểu không? Dạ biết rồi, đạo sư. Đề này cũng không có khó lắm, quá đơn giản. Mở cửa, mở cửa. Thiên Mệnh thiếu niên tìm được chưa? Chưa tìm được. Chưa tìm được thì không được vào trong. Khó tìm, khó tìm. Mấy người đừng đập đùa. Ông ơi, ông ơi, ông ơi. Tam thúc, tam thúc, thúc bị sao vậy? Tam thúc, tam thúc.
Các ngươi thật quá đáng, sao có thể đối xử với ông ta như vậy? Ta liều với các ngươi. Ngươi muốn làm gì? Giọt Kiệt, tập thuốc. Tôi sẽ mấy người đừng đánh nữa. Buông nó ra. Đừng đập phá nữa, chúng tôi sẽ trả tiền. Đừng có lâu thôi. Đánh cho ta. Tập thuốc. Nếu như các ngươi còn làm loạn, ta sẽ báo quan kiện các ngươi gây rối trị an. Nếu như các ngươi không trả tiền, ngày mai chúng ta tiếp tục đập tiếp. Đi. Đây, tập thuốc à. Ông ơi. Tập thuốc. Ông ơi. Võ Kiệt, con không sao chứ? Không sao mẹ. Cái đám côn đồ ác bá này đập hết toàn bộ rượu mà chúng ta cực khổ nấu ra. Giờ phải làm sao? Đôi lão hổ quá ác độc mà. Mình nhất định phải tìm cơ hội dạy cho ông ta một bài học nhớ đời. Tiểu Kiệt, để phải phấn chấn lên mới được. Chúng ta nhất định sẽ có cách mà. Còn có cách gì nữa? Cha đệ nói rồi, chuyện lôi lão hổ sửa đổi giấy nợ, chúng ta không có bằng chứng, cho dù có kiện lên công đường thì cũng không có tác dụng gì. Bây giờ cha đệ đang đi khắp nơi gom tiền, nhưng mà đây là 2.000 lượng bạc, làm sao trong một lúc có thể gom đủ được? Bọn họ còn bắt nội trong 3 ngày phải trả. Còn có ngày mai chính là ngày thứ 3 rồi. Đệ, đệ thật là vô dụng. Giá khi ca ca, ông cũng là bởi vì chuyện này mà lên cơn đau tim. Trước giờ ông đã có bệnh tim, muội rất lo lắng. Thật muốn đánh cho Lôi Tiểu Hổ một trận. Tiểu Kiệt, bình tĩnh đi. Nếu như tìm Lôi Tiểu Hổ để tính sổ, cha của Lôi Tiểu Hổ là Lôi Lão Hổ biết được, hắn sẽ đi tìm cha của đệ tính sổ. Tới lúc đó càng phiền phức hơn nữa, chúng ta cũng không có lợi lộc gì. Chuyện của Hồng Đại Thúc, chúng ta cùng nghĩ cách khác, đừng lo lắng. Tiểu Yến Tử, Võ Kiệt, Thái Ngọc. Nữ nữ tỷ tỷ, tỷ về rồi hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao mà mới sáng sớm nhìn mặt mọi người thiếu sức sống vậy? Sao vậy? Tiểu Kiệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lôi Tiểu Hổ tìm Hồng Đại Thúc trả nợ. Lúc đầu Hồng Đại Thúc chỉ mượn hắn có 30 lượng, bây giờ lại biến thành 3.000 lượng. Cho nên có thể quán rượu Hồng Gia phải đóng cửa. Cái gì? Vừa vậy đã nghe Lôi Lão Hổ ức hiếp người. Lôi Lão Hổ thật quá xấu xa, rất mong có thể xuất hiện một đại hiệp trừng trị hắn mới được. Nếu như tờ giấy nợ đó có thể biến mất thì tốt quá. Biến mất? Huynh có cách rồi. Thái Ngọc, Huynh có cách hả? Thái Ngọc ca ca, có thật sự có cách hả? Ừ. Về chuyện này cứ giao cho Huynh lo. Tiểu Kiệt, được rồi, đừng có không vui nữa. Hay là kêu nữ nữ kể cho chúng ta nghe chuyện Thiếu Lâm Tự đi. Tiểu Kiệt, đệ có muốn nghe chuyện về Thiếu Lâm Tự không? Vậy được thôi, tỷ mau kể cho đệ biết sư phụ ở Thiếu Lâm đều lợi hại sao? Đương nhiên lợi hại. Lần này tỷ và cha tỷ ở Thiếu Lâm Tự không những xem được rất nhiều y thư quý hiếm, mà còn nhìn thấy được các sư phụ Thiếu Lâm Tự đánh quyền, luyện võ, thật sự lợi hại lắm đó. Tỷ thật sự muốn ở lại Thiếu Lâm Tự học bản lĩnh của các sư phụ, sau này làm nữ hiệp. Đúng. Đệ nếu như có thể ở Thiếu Lâm học võ, có thể giống như Thế Ngọc vậy, biết chút võ công, như vậy sẽ không bị người khác ức hiếp. Lên Thiếu Lâm Tự học võ sao? Thích thiệt đó. Nếu như Huynh có thể lên Thiếu Lâm Tự học võ thì Huynh sẽ không giống như lần trước vậy, bị Phi Thiên Thử bắt trong lòng bàn tay. Muốn không bị người khác ức hiếp, chỉ có tự tập luyện công phu giỏi hơn. Bắt đầu từ bây giờ phải cố gắng tập võ, sau này không thể lười biếng nữa. Nhà của Lôi Lão Hổ lớn như vậy, giấy nợ của Hồng Đại Thúc rốt cuộc để ở đâu? Hình như là tiếng ngáy của Lôi Tiểu Hổ. Lôi Tiểu Hổ, bổn đại hiệp tới đây. Lôi Tiểu Hổ, bổn đại hiệp sẽ vẽ mặt đẹp cho ngươi nha.
Con không đi theo mẹ.